Thưa quý vị và các bạn, vừa qua bệnh nhân Ma Văn Nhật, 54 tuổi, trú tại chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đã được các bác sĩ, trong đó có sự tham gia trực tiếp của giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật thành công khi lấy ra một chiếc banh kẹp bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân trong suốt 18 năm sau một ca mổ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Các bác sĩ phẫu thuật cho biết, chiếc banh nằm ở bên trái ổ bụng, sát đại tràng, phần tay cầm của banh bị han rỉ nhẹ, chọc thủng vào đại tràng của bệnh nhân. Sau khi lấy chiếc banh này ra, các bác sĩ đã tiến hành khâu nối phần đại tràng bị thủng. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, ông cũng chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy. Có những điều tưởng chừng như không thể thực tế lại có thể xảy ra và ngược lại. Trước đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn cần nghiên cứu tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm khắc các tập thể cá nhân theo đúng quy định hiện hành. Điều mà dư luận quan tâm không chỉ là ca phẫu thuật đã thành công, mà là trách nhiệm y đức của ekip phẫu thuật 18 năm về trước sẽ được xử lý như thế nào, hay chỉ là kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi mà đã tạo nên một chuyện lạ trong lịch sử của ngành y Việt Nam. Sản phẩm miếng dán thải độc Chikara và bổ sung vitamin Zenki Plus. Sản phẩm miếng thải độc Chikara. Chikara, miếng dán thải độc có thành phần từ các thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện sức khỏe qua các liệu pháp thải trừ những dư tạp chất có hại trong cơ thể qua các huyệt đạo của gan bàn chân.